Lời đầu tiên cho phép Hà Lêm được gửi tới toàn thể quý vị quan khách có mặt trong hôn trường ngày hôm nay lời chúc sức khỏe một năm mới vạn sự như ý. Xin được chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ yêu thương và sống bên nhau trăm năm hạnh phúc. Vâng, và để góp vui cho bữa tiệc ngày hôm nay, Hà Lêm xin được gửi tới tất cả quý vị ở đây một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Còn Thương Nhau Thì Về Buôn Ma Thuột. Trước khi hát, mọi người có thể cho Hà Lêm một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Hãy subscribe.